Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính mời các vị đến với kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm Quang Minh Biến Chiếu phần tiếp theo. Kinh văn Đức Thế Tôn dạy như sau: Này thiện nam tử, có các nhà ngoại đạo cho rằng nhân duyên hòa hợp thời có quả sinh ra. Thưa quý vị, ở đây chúng ta không nên nghĩ ngoại đạo tức là cái gì xấu xa so với chúng ta. Mà chữ ngoại ở đây đơn giản là ngoài. Chúng ta ở trong Phật đạo thì gọi chúng ta là nội đạo. Còn tất cả cái gì không nằm ở trong Phật giáo chúng ta gọi là ngoại đạo. Và đương nhiên các tôn giáo khác họ cũng xem chúng ta là ngoại đạo so với họ. Những từ này chúng ta hiểu một cách rất trong sáng. Không có gì gọi là thiên kiến trong cái sự tôn kính hoặc là khinh chơi trong này hết. Và ở đây Đức Thế Tôn nêu ra điều này, đó là lấy một cái quan điểm của những lời dạy, nhất là giáo phái Ni Kiền Tử đương thời. Họ có 6 vị đại tổ sư nổi tiếng đương thời, có quan điểm cho rằng nhân duyên hòa hợp thì có quả sinh ra. Nếu trong các duyên vốn không tánh sanh mà có thể sanh ra, thời hư không vốn chẳng sanh lẽ ra cũng sanh được quả. Như hư không vẫn chẳng sanh vì chẳng phải là nhân. Chúng ta hiểu ý nói gì? Nếu như ví dụ như thưa các vị như thế này, chẳng hạn như cơm chúng ta ăn, nó bắt đầu từ đâu? Nó phải là một sự hòa hợp của các duyên. Các duyên hòa hợp sinh ra quả. Đó là duyên của nước, duyên của gạo, duyên của lửa nung lên. Duyên của cái nhiệt độ lửa tới chừng mực nào đó mà người nấu cơm tự ước lượng được. Tất cả những cái duyên này nó gom lại và rõ ràng chúng ta thấy ở trong cơm đó nó không có trong gạo, không có trong nước, không có trong nồi, không có trong củi, không có ở trong cái sự kỹ năng nấu nướng của con người. Nhưng mà khi các duyên như vậy hòa hợp trở lại thì một cái tô cơm thơm phức được đem ra trước mặt. Như vậy thì thưa các vị, ở đây nói rằng nếu trong các duyên vốn không có tánh sanh mà có thể sanh ra, thời hư không vốn chẳng lẽ cũng sanh ra được quả hay sao? Đây là lời dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên chúng ta nên hiểu rằng cơm, cái duyên của nó là có ở trong gạo, có ở trong nước, có ở trong cái phương pháp mà nấu nướng của con người. Nó có ở trong cái nhiệt độ làm cho nó hình thành ra. Như vậy thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy tất cả các duyên nó hòa hợp lại, ở trong đó nó có cái yếu tố khiến cho cơm sinh ra thì chén cơm kia mới có mặt được. Còn nếu như cho rằng ở trong các yếu tố đó mà hoàn toàn không có cái nhân nào, không có yếu tố nào có cơm thì chắc chắn rằng chúng ta có nung gạo cũng không thành cơm. Bởi vì chúng ta thấy rằng nếu như không có nhân thì tất không có quả. Vậy thì không ở trong hư không nó không có nhân, chúng ta không thể nào tìm cái gì ở trong hư không mà sinh trưởng ra được.
Cho nên ở đây nói rằng như hư không, nhưng hư không vẫn chẳng sanh vì chẳng phải là nhân. Do vì trong các duyên vốn có tánh của quả nên hòa hợp thời sanh được quả. Đây là chân lý. Do vì trong các duyên vốn có tánh của quả, các duyên nó có tánh của quả, cái đặc tính của cái quả đó, đặc tính của cái tính chất đó, nó có ở trong các duyên kia. Do vậy mà nó hòa hợp, nó sanh, nó mới tựu ra cái quả được. Mặc dù cái quả lúc còn đang là cái nhân đó thì chúng ta chưa thấy, nhưng mà khi nhân duyên hòa hợp thì lúc bây giờ cái quả nó mới sinh ra. Như người đời khi muốn xây vách thời dùng đất, dùng bùn đất khô, gọi là dùng bùn đất khô, dùng cỏ mèo. Muốn vẽ thời dùng cỏ mèo mà chẳng dùng cỏ cây. Chúng ta hiểu như thế nào? Nghĩa là ví dụ như chúng ta muốn làm một cái ngôi nhà mà tường nó là bằng đất, thì người ta dùng rạ rơm, người ta quấn ở trong đất bùn, rồi người ta mới quấn thành cái vách để người ta dựng lên được. Như vậy thì đây gọi là muốn xây vách thời dùng bùn đất khô, dùng bùn đất khô này, dùng cỏ mèo. Còn nếu như mà muốn vẽ thời phải dùng cỏ mèo mà chẳng dùng cỏ cây. Mây áo thời dùng kim chỉ mà không có dùng bùn cây. Tại sao? Bởi vì kim chỉ ở trong đó nó có cái nhân hình thành áo, còn bùn cây nó không có cái nhân nào mà để hình thành áo quần cả. Cất nhà thời dùng bùn cây mà chẳng dùng kim chỉ. Bởi vì kim chỉ là đỡ mây áo chứ không thể xây nhà. Xây nhà thì phải dùng cây cối. Người dùng đến vật đó thì là vì nó có thể sanh quả. Chúng ta dùng cái vật đó là bởi vì nó sanh cái quả như chúng ta mong muốn. Vì sanh được quả nên biết ở trong các nhân tất đã có tánh. Vì sanh được, quả nên biết ở trong các nhân tất có gì? Tất đã có tánh. Cho nên chúng ta từ đó mà lý luận. Ví dụ như ở trong cái trái cam mà chúng ta thấy rằng nó là cái quả cam mà chúng ta nó phải có ở trong cái cây cam, trong hạt cam. Nếu như trong cái hạt cam đó hoặc là trong cái cây cam đó mà không có đặc tính của quả cam thì vĩnh viễn quả cam không thể nào có mặt. Trên luận lý của nhân quả, chúng ta chiêm nghiệm đoạn kinh này nó hơi khó hiểu một chút. Nếu là không tánh, thời trong một vật lẽ ra phải xuất sanh tất cả vật. Nếu là đáng lấy, đáng làm, đáng đem ra, nên biết rằng trong đó tất cả trước có tánh của quả. Nếu là không có tánh của quả, thời người chẳng lấy, chẳng làm, chẳng đem ra. Chỉ có hư không là chẳng lấy, chẳng làm, nên có thể xuất sanh tất cả muôn vật do vì có nhân. Đạo lý này chúng ta chiêm nghiệm như thế nào? Chúng ta hiểu rằng tất cả vạn vật nó xuất hiện ra thì nó phải có một cái khoảng hư không để mà nó nhường chỗ đứng cho nó. Ví dụ như chúng ta hiện ra một cái thân hình tồn tại như thế này mà chúng ta không có một khoảng hư không để chúng ta đứng thì chúng ta hiện ra chỗ nào cho được. Do vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là trong đặc tính của các pháp như huyễn đó tùy vào duyên mà nó biểu hiện ra vô lượng hình hài. Còn nếu như ở trong tự tánh của các pháp đó mà không có cái nhân đó thì không bao giờ nó hình thành kết quả được. Cũng giống như người ta muốn nấu cơm mà lấy sạn ra nấu thì bao giờ thành cơm. Đoạn trước chúng ta
có thấy Đức Thế Tôn, xin lỗi là Cao Quý Đức Vương Bồ Tát có vấn nạn rằng giống như một người mà đi vét cái xương bò mà mong rằng cho nó có sữa thì làm sao có thể có được. Một người mà tìm cách nào làm mọi cách hoặc thậm chí vu cáo cho rằng là Hoàng Vọng Phu có thể sinh con thì ai có thể tin được. Hoàng Vọng Phu là gì? Là thạch nữ mà, là cái hình người nữ chờ chồng theo truyền thuyết mà vốn nó bằng đá thì làm sao có thể sinh con được. Nhưng mà nói rằng là Hoàng Vọng Phu sinh con thì không ai có thể chấp nhận được. Thì cũng như vậy thưa liệt quý vị, trong tự tâm của chúng ta bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, nó không bao giờ có tham, không bao giờ có sân, không bao giờ có si, không bao giờ tìm ra ở trong tâm chúng ta mà có tham, có sân, có si đâu. Còn cái duyên tham sân si đó là thuộc vọng thức điên đảo, trí chúng ta điên đảo mà nhìn thấy nó như vậy, để rồi chúng ta lại bị nó kiết sử và hành hoạt theo sự chi phối của điên đảo đó, cho nên tác dụng của tham sân si tạo ra là đau khổ. Và đau khổ kết quả của nó là bày ra ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chứ thực ra ở trong bản thể của các pháp bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm thì làm sao mà có thể là có tham sân si được. Cũng giống như bây giờ mình lấy một cái cọc mình đóng vào ở trong hư không, mong rằng cái cọc đó có thể đứng trong hư không, điều đó không bao giờ tồn tại được. Ở đây nó cũng như vậy. Để xác định một điều rằng trong tâm của chúng ta vốn là một cõi thường hằng vắng lặng, nhưng qua cái sự điên đảo của chúng ta trong nhiều kiếp mà chúng ta mê lầm nhận giặc làm con, chúng ta tự sinh điên đảo mà thôi. Và giờ đây tu tập là trở về với quê hương, trở về với tự tánh vốn có của chúng ta, chứ không phải chúng ta đi tìm một cái gì xa lạ cả. Và ở trong đó nó có đầy đủ vô lượng thất bảo trang nghiêm. Thành ra ở đây kinh mới nói rằng tùy vào cái dụng, ví dụ như tùy vào cái người muốn xây nhà thì họ lấy cái gì, muốn vẽ thì họ làm cái cọ, hoặc là họ muốn làm cái gì thì họ tìm cái nhân ở trong đó, mà cái nhân đó cũng là một khối giả duyên sinh thôi. Như hột ni câu đà mọc lên cây ni câu đà, ở trong sữa có tánh chất đều hồ, trong sợi chỉ thì có tánh của vải, ở trong đất sét có tánh của cây bình. Do đó cho nên người ta có thể là thấy rằng cái cây ni câu đà kia nó sẽ mọc ra, nó nảy mầm ra từ hột ni câu đà. Hoặc là ở muốn tìm cái chất đờ hồ, tất nhiên người ta phải chưng cất sữa một cách đặc thù như thế nào đó, với công thức như thế nào đó, mà từ sữa thành tô, thành lạc, rồi thành chất đờ hồ. Rồi ở trong sợi chỉ đang qua dịch lại, lúc bây giờ nó thành là một cái mảnh vải. Mảnh vải rồi chúng ta mới dựa lên đó để chúng ta kết may thành quần áo. Và ở trong đất sét thì nó có cái nhân của cái bình. Và do vậy mà tìm ở trong đất sét nặng ra hình thù của chiếc bình thì nó thành tựu. Này thiện nam tử, tất cả phàm phu bị vô minh làm mù loà nên bày ra định thuyết. Sách có nghĩa tham luyến, tâm có tính tham. Ở trong sách nó không có tham, trong sắc đẹp nó không có tham, trong tâm nó cũng không có tham. Nhưng mà cái vọng điên đảo, thành ra chúng ta thấy tâm có tham do duyên là sắc, và chúng ta duyên vào sắc, tâm tham khởi lên. Nhưng thực ra bản chất của nó thì là vắng lặng thường trú, là không. Cho nên gọi là tất cả các pháp là không, ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách là vậy. Rồi tâm họ lại cho rằng tâm phàm phu có tánh tham, cũng có tánh giải thoát gặp duyên tạm thời. Tâm sanh tham, nếu gặp được duyên giải thoát, thời tâm giải thoát. Chúng ta phó thác theo cái cách luận lý điên đảo như vậy. Tức là trong tâm nó có tham như vậy, nhưng gặp cái duyên tham thì tâm nó khởi lên, nhưng nó cũng có tánh giải thoát, cho nên gặp cái duyên giải thoát thì nó được giải thoát. Như vậy thì chúng ta sống hoàn toàn là phó thác cho nhân duyên. Chúng ta không có gì là tự chủ cho bản thân mình cả. Gặp duyên tham thì chúng ta tham, gặp duyên sân chúng ta sân, gặp cái duyên giải thoát thì chúng ta giải thoát. Nói như thế chúng ta thấy nó có đúng hay không? Những thuyết này rõ ràng đều không đúng nghĩa.
Bởi lẽ trong cuộc sống hàng ngày chúng ta quán thấy, có khi gặp hoàn cảnh tham nhưng chúng ta không tham, gặp cảnh sân chúng ta không sân, gặp cảnh si chúng ta cũng không si. Thì sao? Tức là có người mà gần mực mà không đen thì sao, nhưng cũng có người gần đen thì chán sáng. Những trường hợp như vậy là cũng xảy ra, chúng ta phải là không có. Có hàng phàm phu lại cho rằng trong tất cả nhân đều không có quả, nhưng có hai thứ vi tế và thô đại. Trong nhân quả thì nó có hai vấn đề, vấn đề là vi tế và vấn đề là thô thiển và trọng đại to lớn. Tế thời là thường, thô thời là vô thường. Đó là một cái luận thuyết cũng là sai trái nữa. Người ta nói trong nhân quả có hai thành phần thô và tế, mà vi tế là yếu tố thường hành, còn thô thiển là yếu tố vô thường. Chẳng hạn như người ta nói trong xác thân của chúng ta, phần linh hồn là phần vi tế, còn xác thân này là phần thô thiển. Phần thô thiển thì vô thường, cho nên nó bị sanh diệt, nó bị tử vong mất đi. Còn cái tâm thức bất diệt kia, nó sẽ tiếp tục đi đầu thai. Và chúng ta thấy rằng là tâm thức đi đầu thai, điều đó là một điều không có chấp nhận được ở trong quan điểm của Phật giáo. Từ nhân vi tế chuyển thành nhân thô. Nhân vi tế, từ nhân vi tế chuyển thành nhân thô. Từ nhân thô này lại chuyển thành quả. Vì nhân thô vô thường nên quả cũng vô thường. Đó là một trường phái người ta nói như vậy. Còn có một trường phái khác mà trong kinh nêu ra rằng, có hàng phàm phu lại cho rằng tâm không có nhân, tham cũng không có nhân, do thời tiết mà sinh tâm tham. Đây là có những cái trường phái như là 62 tà kiến của Ngoại đạo. Người ta nói cái trường phái này là theo cái chủ nghĩa tự nhiên đó. Ví dụ như là trời nóng thì người ta sinh sân tức giận, trời lạnh là chúng ta sinh tham, chẳng hạn như vậy đó. Thì gặp cái nhân duyên, gặp thời tiết, cái thời tiết kiểu này người ta tham, thời tiết kiểu kia người ta sân. Tại vì sao? Bởi vì thực sự trong cuộc sống có những lúc khi chúng ta đã căng thẳng nhiều việc mà gặp cái môi trường thời tiết nó nóng bức thì tức giận nó rất là dễ sinh khởi. Hoặc giả cũng có người đó, nhưng ở trong một cái khoảng thời gian thời tiết khác thì không thấy họ tham gì cả. Nhưng mà có những cái lúc thì tâm của họ nó tham, nó khởi lên ở trong cái chu kỳ, ở trong cái mặt trời, mặt trăng như thế nào đó mà tâm của họ nó tham khác đi. Vì không biết được tâm nhân duyên nên những hạng này luân hồi trong sáu đường chịu đủ mọi sự sanh tử. Ví như con chó bị xiềng trọn ngày đi quanh cột không thể thoát lìa. Cũng vậy, tất cả phàm phu bị xiềng xích vô minh cột vào cột sanh tử, cứ vòng quanh mãi ở 25 cõi không thoát ly được. Chúng ta hình dung giống như con chó bị cột bởi một sợi dây xích, và cuộc đời của nó chỉ có quanh quẩn trong cái gần bên cái trụ cột đó mà thôi. Và chúng ta hãy nhìn xem cuộc sống của chúng ta có phải như vậy hay không. Tất cả những gì chúng ta được gọi là biết, nó đều nằm ở trong bốn phạm vi gọi là thấy, nghe, cảm, biết. Những gì chúng ta đã từng thấy trong cuộc đời, đã từng nghe, đã từng cảm nhận và đã từng nhận thức được, đây gọi là thấy, nghe, cảm, biết. Nó dựa trên sáu giác quan, tiếp xúc với môi trường tồn tại. Đó là môi trường của gia đình, môi trường của học đường, môi trường của xã hội. Lớn lên chúng ta tham dự vào những cái thiết chế chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, hay là nghiên cứu và các cái phạm trù khác nhau. Và suy cho cùng, thế giới nội tâm mà chúng ta được gọi là hiểu biết kia, nó có ngoài những gì gọi là thấy, nghe, cảm, biết hay không? Nếu như bỏ hết tất cả những cái gì mà chúng ta từng thấy, từng nghe, từng cảm, từng biết, thì trong tâm của chúng ta có còn gì hay không? Hoặc là chúng ta còn có thể biết được những gì ra ngoài phạm trù đó hay không?
Hay là chúng ta có thể biết vô lượng kiếp trong quá khứ chúng ta làm cái gì? Nhưng mà cái vô lượng kiếp trong quá khứ đi nữa thì chúng ta cũng trôi lên từ trên chư thiên đàng cho đến xuống tới địa ngục A Tỳ, trải qua sáu nẻo luân hồi với 25 nơi chỗ ngự gọi là ngưng tụ, mà gọi là 25 cõi đó. Rõ ràng cuộc sống trầm luân của chúng ta quanh quẩn chỉ có ở trong không gian đó mà thôi. Và tất nhiên những gì chúng ta có biết, có hiểu gì cũng trong phạm vi đó. Làm sao chúng ta có thể hiểu ra ngoài phạm vi đó được? Cũng giống như con chó nó bị cột ở trong cái môi trường đó thì nó chỉ có biết trong quanh quẩn như vậy thôi. Kinh lại nói rằng, ví như có kẻ sa vào hầm xí, đã được ra khỏi rồi lại té vào hầm. Như người bệnh được lành trở lại làm nhân cho bệnh, ra khỏi cái hầm xí ở trong thế gian này thì lại rơi vào cái hầm xí ở trên chư thiên, hoặc là ra khỏi hầm xí chư thiên lại rơi xuống nhân gian, rơi xuống địa ngục ngạ quỷ, cứ quanh đi trở lại trong sáu nẻo như vậy. Như người bệnh được lành trở lại làm nhân cho bệnh, bệnh rồi lành, lành rồi lại bệnh, bệnh rồi lành. Như người đi đường xa gặp phải chỗ hoang vắng, đã đi qua được rồi trở lại nữa. Cũng như người đã tắm rửa sạch sẽ trở lại lấy bùn đất trét vào. Cũng vậy, tất cả phàm phu đã được thoát khỏi cõi vô sở hữu, chỉ chưa thoát khỏi cõi phi tướng, phi tướng lại trở xa vào ở trong ba đường ác. Trường hợp này, đó là trường hợp của A-la-la. A-la-la là vị thầy đầu tiên, là một vị đạo sư nổi tiếng mà Thái tử Tất Đạt Đa đã tìm tới học đạo. Ông chứng được cái tầng bậc vô sở hữu xứ. Cho nên tâm của ông thông dong tự tại, không có bị cái gì ràng buộc giữa thế gian này. Thực sự mà nỗi tâm của chúng ta ràng buộc bởi vì chúng ta chấp thủ trong sở hữu. Nếu lìa khỏi cái tâm chấp thủ trong sở hữu thì chúng ta thông dong tự tại như gió qua nhà trống, như áng mây lãng đãng trên bầu trời. Nó thông dong tự tại, không bị vướng mắc vào đâu. Nhưng mà chúng ta tu tập đến chỗ đó cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng khổ thay, chúng ta thấy Đức Thế Tôn biết rằng đây là cảnh giới vô sở hữu. Nhưng cái khái niệm vô sở hữu kia vẫn còn ở trong tâm của chúng ta. Do vậy mà Thái tử Tất Đạt Đa đã đi tìm tới vị thầy cao tột hơn, đó là Uất Đầu Lam Phất. Đó là vị thầy đạt đến cái tầng trời phi tướng, phi tướng. Và sau này chúng ta thấy Đức Thế Tôn thọ ký Uất Đầu Lam Phất nhờ cái định phi tướng, định vô sở hữu xứ đó mà đã tạo ra một số phước trong nhân gian. Đó rồi hưởng hết cái phước đó ở trên cõi trời vô sắc. Khi sanh ở trại trở lại trong thế gian, ông sanh làm một cái người, một vị tù trưởng ở trong một cái bộ tộc biên địa giữa hai quốc gia. Đó là một cái vùng lạc hậu, và ông là người có uy quyền nhất. Ông là lấy cái việc giết người làm vui và tạo ra vô số tội ác. Đó rồi sau cái kiếp đó, thân hoại mạng chung, đi thẳng vào trong địa ngục A Tỳ, chịu vô số thống khổ. Đây chính là lời thọ ký của Đức Thế Tôn đối với trường hợp của Uất Đầu Lam Phất, vị đã chứng đắc được trong cõi vô sở hữu xứ định. Và do vậy mà Thế Tôn có nói rằng, cũng giống như một người lên tới cái đỉnh cao của cái thế gian này, chúng mình ra khỏi cái sự ố trược, sau đó thì bị rơi lại ở trong những cái tầm thường khổ đau. Kinh lại nói rằng cũng vậy, tất cả phàm phu đã được lìa khỏi cõi vô sở hữu, chỉ chưa thoát khỏi cõi phi tướng, trở lại xa vào ba đường ác. Vì tất cả phàm phu chỉ biết quan sát nơi quá mà chẳng biết suy ngẫm nơi nhân. Đây chính là lý do mà tại sao Đức Phật từ bỏ Uất Đầu Lam Phất. Xin lỗi, là A-la-la. A-la-la là vị thầy đầu tiên.
Và Đức Phật đã từ bỏ vị này, bởi vì vị này ấy, là chú trọng tới cái quả mà không không có chiêm nghiệm tới cái nhân của nó. Cứ để ý rằng mình ném cái gì trên tay thì gọi là chấp thủ, bỏ xuống là hết chấp, nhưng không thấy rằng ở trong tâm của chúng ta là cả một khối chấp. Kinh nói rằng như con chó đuổi theo cục đất, chẳng chạy theo người. Ví dụ như con chó nó rượt theo mình cầm cục đất á, mình lăn đi một cái thì nó nghĩ đó là đồ ăn hay là con gì mà nó bỏ mình, nó chạy theo cái cục đất đó. Cũng vậy, hàng phàm phu chỉ nhìn nơi quả mà chẳng nhìn nơi nhân duyên. Chúng ta cứ nhìn cái quả, thấy con người làm xấu mà tại sao họ được cái đời sống an lành, còn thấy mình cố gắng làm việc ngay thẳng trang nghiêm mà tại sao luôn gặp khó khăn. Chúng ta nhìn thấy cái quả như vậy mà không thấy nguyên nhân sinh ra. Do chẳng thấy biết nhân duyên nên từ cõi phi tướng xa đến ba đường ác. Đó là trường hợp vị thầy cao tột mà chúng ta nói ra, đó là Úc Đầu Lam Phật. Kinh nói rằng: này thiện nam tử, chư Phật và Bồ Tát trọn không bảo nhất định như này. Chư Phật và Bồ Tát không có bảo nhất định rằng trong nhân có quả, trong nhân không quả, trong nhân cũng có cũng không quả, trong nhân chẳng phải có chẳng phải không quả. Đây là pháp tứ cứu, trong nhân có quả hay không. Đức Phật không có nói nó là có, cũng không nói là không, cũng không có nói rằng là chẳng có chẳng không, hay chẳng không chẳng có, mà không có nhất định, không có nhất định. Có những cái nhân lại không thể sinh quả, cũng có những cái nhân nhất định phải sinh quả. Cho nên cấu trúc này là cấu trúc của duyên khởi, chúng ta mới thấy hết được. Nếu mà có kẻ nào cho rằng trong nhân quyết định có quả, không quả cũng không có, cũng có cũng không quả, chẳng phải có chỗ phải không quả. Chúng tôi xin đọc lại, câu văn dịch nó hơi tối nghĩa nhưng mà chúng ta cố phân biệt. Nếu có kẻ nào cho rằng trong nhân quyết định có quả không quả, cũng có cũng không quả, chẳng phải có chỗ phải không quả, nên biết rằng đây là bè lũ của ma, là thuộc về loài ma, là người tham ái chẳng thể dứt hẳn sự hệ phược của sanh tử. Người này chẳng rõ biết tâm tướng và tham tướng, không biết là cái tướng tâm như thế nào và cái tướng tham nó như thế nào, và tâm tướng và tham tướng mà khẳng định các pháp nó mang cái tính là nhất định như vậy là sai. Luân lý như vậy nó chỉ tăng trưởng điên đảo. Này thiện nam tử, chư Phật và Bồ Tát hiến bày lý trung đạo. Lý trung đạo Đức Phật dạy như thế nào? Dầu nói các pháp là chẳng phải có, chẳng phải không, nhưng chẳng quyết định. Chẳng phải có, chẳng phải không, và ở trong đó cũng không có cái gì là cốt, là gì là gọi là kiên cố, là bất động. Vì nhân nơi nhãn sắc minh tâm mà và niệm mà có thức sanh ra. Chẳng hạn như chúng ta nhìn thấy một lẵng hoa, đó gọi là nhãn mắt nhìn, hoa là sắc, tâm chúng ta là rõ, gọi là minh là tâm, đó là rõ, tức là phân biệt là biết, và niệm tức là có khả năng là ghi nhớ được những hình ảnh mình mới thấy qua, mà từ đó vọng thức mới có mặt. Thức này quyết định chẳng ở trong nhãn, chẳng ở trong sắc, chẳng ở trong minh, chẳng ở trong tâm, chẳng ở trong niệm. Cái thức đó nó không nằm ở trong chỗ nào cả, nhưng phải có tất cả những yếu tố như vậy hòa hợp lại thì thức kia mới sinh ra. Cũng chẳng ở chẳng giữa, cũng chẳng phải chẳng không, vì từ ở trong các duyên sanh ra nên gọi nó là có.
Vì không tự tánh nên gọi là không. Cho nên đứng trên lập trường của tự tánh bất biến thì dạng vật vô thường, cho nên nói đó là tánh không hay là không tánh. Còn nếu như đứng trên phương diện nhân duyên hòa hợp thì pháp này sinh, pháp kia sinh, pháp này diệt, pháp kia diệt. Có khi cái này sinh để cho cái kia diệt, có khi cái này diệt lại sinh cái kia. Chẳng hạn như chúng ta thấy, khi chúng ta sinh ra đời, chúng ta mừng, và chúng ta chết thì chúng ta buồn. Nhưng thực ra chúng ta chết là chúng ta đang sinh. Bởi lẽ nếu chúng ta không chết, làm sao chúng ta sinh được? Nếu như có cái thân già yếu, mệt mỏi, bệnh tật, có chết đi cũng là điều mừng. Bởi vì bỏ xuống cái thân tứ đại nhọc nhằn suy kiệt này thì mới ra mới lấy được một cái thân trẻ trung nào đó, phước báo nào đó. Và muốn có trẻ trung phước báo nào đó thì chúng ta phải huân tu công đức ngay từ bây giờ. Có như vậy thì chúng ta mới nỗ lực tinh tấn trong đời sống tu học được. Này thiện nam tử, chư Phật và Bồ Tát trọn không quyết định nói tâm có tánh thanh tịnh và tánh chẳng thanh tịnh. Tánh tịnh cùng bất tịnh vì tâm vốn vô trụ. Tâm nó tùy theo cái môi trường, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái định lực huân tu, tùy theo cái sức giải thoát. Như vậy thì biểu hiện của nó hoàn toàn khác nhau. Có người nắm lấy một ít tiền, tâm đã sinh ra phóng túng, thỏa mãn. Nhưng có người thì nắm lấy thật nhiều tiền, họ thấy cũng rất bình thường mà thôi. Hoặc có người bị thất bại một chút, họ khổ đau tang thương. Nhưng có người thất bại thật lớn, họ cũng thấy nhẹ nhàng. Thành bại là lẽ thường tình trong cuộc đời này mà thôi. Cho nên những cái suy nghĩ như vậy của mỗi người hoàn toàn không ai giống ai. Tại sao nó như vậy? Bởi vì trong cái duyên tâm của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Do từ nơi duyên sinh ra tham nên nói là chẳng phải không. Ví dụ như chúng ta là phàm phu mà chúng ta không có viễn ly cái môi trường sắc thanh hương, xin lỗi, môi trường là tiền tài sắc dục danh vọng ăn uống và ngủ nghỉ, suốt ngày chúng ta đắm nhiễm ở trong đó, thì làm sao chúng ta không có bị đọa lạc, không có bị thối thất? Đức Thế Tôn nói như thế này: này các tỳ kheo, từ khi chúng đệ tử ta thân cận với quyền lực giả và giàu sang thì các pháp hữu lậu bắt đầu phát sinh. Rõ ràng trong giáo pháp của Phật, ai đi theo chân lý ngài dạy bảo mà không có thân cận với quyền lực và giàu sang thì những cái điều xấu xa nó sẽ không sinh ra được. Nhưng vì thân cận ở trong cái môi trường danh chức, tiền bạc quyền quý đó mà bắt đầu bao nhiêu cái thứ phi đạo đức, hoen ố, điên đảo cứ thế mà sinh ra. Chúng ta chiêm nghiệm như thế có đúng hay không? Chúng ta đủ cái trí khôn để chúng ta thấy chân lý Đức Phật nói không sai chút nào. Cho nên khi thân cận với quyền lực và tài sản, hoặc giả chúng ta có cơ hội nắm lấy quyền lực, nắm lấy tài sản, phải cẩn thận, ở trong tâm chúng ta sẽ sinh ra vô số những cái pháp xấu xa. Mà khi pháp nó xấu xa len lỏi trong tâm chúng ta mới đáng sợ. Chứ bên ngoài người ta đem đến chúng ta không sợ đâu. Bởi vì chúng ta không phải là nó. Nó gây ảnh hưởng rồi nó sẽ hết. Nhưng trong tâm chúng ta mà nó khởi lên thì nó mơ quẹt, nó trói buộc và nó dẫn chúng ta đi tới ngàn đời. Kinh lại nói rằng, rõ ràng là vì tất cả tâm nó không có chỗ trụ, tâm vốn vô trụ. Trong Đại Bát Niết Bàn có nói và Kim Cang cũng có nói rõ điều này. Do từ nhân duyên sanh nên sinh ra tham, nên nói là chẳng phải không. Nói chẳng phải không tức là nó có. Vì sao? Bởi vì khi nhân duyên hòa hợp thì cái tâm tham đó lại xuất hiện. Lại vốn vì không có tánh, tức là không có cố định như vậy, không có bất biến như vậy, không có thường hằng như vậy,
Nên nói rằng là chẳng phải có, tức là cái tánh, cái tham đó nó không có một cái tánh bất biến thường hành, cho nên nó tùy theo duyên tụ tán. Do vậy mà nói nó chẳng phải có, là đứng trên phương diện tụ tán đó. Này thiện nam tử, do từ nhân duyên mà tâm sanh ra tham, do từ nơi nhân duyên mà tâm được giải thoát. Ở đây chúng ta chiêm nghiệm xem lời dạy này như thế nào. Rõ ràng trong trong cuộc sống của chúng ta, từ nhân duyên mà chúng ta sinh ra tham, cũng từ trong nhân duyên tu hành mà chúng ta được giải thoát. Cho một thí dụ, giống như là hai huynh đệ, đó là vua trước và thế thân. Hai huynh đệ anh em ruột đi xuất gia học đạo, người anh theo tư tưởng đại thừa, lấy việc lợi ích cho tha nhân làm tự lợi cho chính bản thân cuộc sống mình. Còn người em thì tôn thờ pháp thanh văn, lấy cái sự nhàn tản ít bận rộn làm pháp đoan nghiêm. Và tất nhiên ai tôn thờ cái pháp đó, họ thường sinh khởi cái niệm, thường sinh khởi những cái hành động đã phá đại thừa. Gần cả một đời đã phá đại thừa của luận sư Thế Thân. Chúng ta biết luận sư Thế Thân là một cái vị luận sư nổi tiếng. Chúng tôi có nhầm hay không? Thầy của luận sư Thế Thân á, là một đại luận sư. Mà hôm đó ông đứng ra tranh luận với một cái 100 người, 100 ngoại đạo điên đảo, và có vua bên vực. Và lúc đó khi ra tranh luận thì người ta bét bẻ từng câu chữ. Vị này nói rằng là lửa cháy hay là xin lỗi, là lửa khói hay là khói lửa. Theo các vị thì chúng ta dùng chữ nào đúng, chữ nào sai? Nếu như không có lửa thì làm sao mà có khói? Cho nên phải có lửa trước và khói sau. Do vậy cho nên chúng ta phải nói rằng là lửa khói. Nhưng mà có những trường hợp chúng ta nhen lửa, lửa chưa cháy, khói nó ra trước, rồi lửa theo đó bừng lên, thì lại dùng chữ là khói lửa. Nhưng mà quan điểm thì mỗi thời đại mỗi khác, dùng sai cái vị trí trong quan điểm thôi thì cả một tập thể phỉ báng. Và cuối cùng cái vị thầy này á, cắt lưỡi của mình và lấy máu viết cho học trò một câu là nhất định không có được tranh luận với những người ngu. Tại sao? Bây giờ cái người ngu si nhất là họ là số đông, đi tranh luận với họ là chúng ta sẽ thua. Và sau này tới khi người học trò noi theo cái sự cẩn thận của thầy mình và trở thành một vị luận sư siêu việt, đó là luận là Bồ Tát Thế Thân. Luận sư Thế Thân đó viết ra câu xá luận. Nhưng trước khi viết câu xá luận, chúng ta biết ngài là mắc lỗi phỉ báng đại thừa. Đó rồi cuối đời của người anh, đó là luận sư vô trước, nhân duyên phương tiện nhờ em của mình, trước lúc ta cận tử lâm chung vì sức quá yếu, xin em hãy thương xót đọc lại cho ta, giúp cho ta nghe được, giúp cho ta có thể nghe được là năm bộ kinh đại thừa. Lúc bây giờ Bồ Tát Thế Thần nghĩ tới tình cốt nhục, cho nên miễn cưỡng mà đọc. Và thưa các vị, điều kỳ diệu đã xảy ra.
Khi đọc chưa hết năm bộ kinh Đại Thừa, lúc bây giờ Bồ Tát Thế Thân mới kinh hãi, khiếp phục. Đó là tư tưởng của mình đã bị giới hạn, lệch lạc, điên đảo mà lại khởi tâm phí báng những cái chân lý siêu việt. Cho nên ông đã quyết định á, là cắt lưỡi của mình để mà tạ tội, để sám hối. Nhưng mà thì người anh lại xuất hiện và nói rằng thực ra ta không có bệnh trầm kha mà muốn chuyển hóa em, cho nên mới bày ra phương tiện như vậy. Ở trên đời cái gì gây ra lỗi thì hãy lấy cái đó mà sám hối. À, em đã dùng cái lưỡi của mình mà phí báng Đại Thừa, bây giờ cắt bỏ nó rồi thì làm sao sám hối. Cho nên hãy dùng cái lưỡi đó tán thán Đại Thừa, đó mới chính là phép sám hối tối thượng. Quả thật sau này Bồ Tát Thế Thân viết ra Câu Xá Luận và đỡ lại một cái bộ luận đồ sộ, là một bộ Bách Khoa Toàn Thư với cái tư tưởng là dung nhiếp cả Nam Bắc Truyền, dung nhiếp cả Đại Thừa và Tiểu Thừa. Nó làm một cái bộ chuẩn mực nhất và nêu ra tính học thuật khách quan nhất. Cho nên chúng tôi có thể nói rằng bất luận là tại gia hay xuất gia mà không có đọc, nghiền ngẫm và học Câu Xá thì chúng ta chưa được gọi là người thấu hiểu về kinh tạng. Ở đây chúng ta thấy rằng giả thì cũng là cái duyên. Qua câu chuyện đó chúng ta thấy cái duyên. Cái duyên mà Bồ Tát Thế Thân lại phí báng Đại Thừa cũng lại từ trong nhân duyên mà Bồ Tát lại chiến dương Đại Thừa. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Sống trong nhân duyên, chúng ta không có biết thúc liễm, chúng ta không có biết là phòng hộ. Do vậy cho nên chúng ta bị tham quán trạch. Còn bây giờ chúng ta phát nguyện thọ giới, lấy định, lấy tuệ, lấy tam vô lậu học làm trợ duyên, 37 phẩm trợ đạo làm trợ duyên để chúng ta đến chỗ giải thoát. Nhân duyên lại có hai thứ, một là theo sanh tử, hai là theo đại niết bàn. Này thiện nam tử, vì có nhân duyên mà tâm cùng giới tham sanh ra. Đây chính là gì? Đây chính là nhân duyên theo sanh tử. Chung với tham, cùng diệt với tham. Có nhân duyên tâm cùng với tham sanh mà chẳng chung với tham cùng diệt. Có nhân duyên tâm chẳng cùng với tham sanh mà chung với tham cùng diệt. Có nhân duyên tâm chẳng cùng với tham sanh cũng chẳng cùng với tham diệt. Đấy là bốn cái nhân duyên. Nhân duyên á, tâm có khi là cùng với tham mà diệt mà sanh, hoặc là cùng với tham mà chẳng sanh chẳng diệt, hay là cùng diệt mà không sanh, hoặc là cùng sanh mà không diệt. Đó là cái pháp tứ cứu chúng ta để ý trong kinh Đại Thừa thường luận lý theo cái phương diện của tứ cứu. Tứ cứu là vậy, tức là chế ra bốn hướng như vậy để mà phân tích. Này thiện nam tử, có hạng phàm phu chưa dứt tâm tham, huân tập tâm tham, những kẻ này tâm của họ chung với tham cùng sanh cùng diệt. Đó là trường hợp rất rõ ràng. Phàm phu của chúng ta chưa dứt được tâm tham, lại thường hay sống với tâm tham, những kẻ này thì cùng với tâm tham cùng sanh cùng diệt, cùng sống cùng chết với tâm tham đó. Như chúng sanh cõi dục tất cả đều có khí vị sơ thiền. Chúng sanh trong cõi dục đều có cái khí vị sơ thiền, tức là ở trong cõi dục này tất cả chúng ta đều có khả năng chứng đắc được sơ thiền. Và sơ thiền chính là ly sanh hỷ dục, hỷ lạc đó. Hoặc là tu hoặc chẳng tu, gặp nhân duyên thời bèn được. Nơi đây nói nhân duyên chính là chỉ cho hóa tài. Chúng ta chiêm nghiệm câu kinh này, nó nhiều thứ để chúng ta phải suy nghĩ. Ở trong cõi dục tất cả đều có khí vị sơ thiền, tức là trong cõi dục của chúng ta đang sống đây, cái khả năng chứng đắc được sơ thiền trong chúng ta ai cũng có, hoặc tu hoặc chán tu, gặp nhân duyên thì bèn được, tức là gặp cái duyên ly dục ly ác bất thiện pháp thì chúng ta làm cái việc thiện, còn gặp cái duyên ác thì nó lôi kéo chúng ta cũng làm ác theo.
Nơi đây nối nhân duyên chính là chỉ cho hóa tai. Ở trong cả cõi dục này, nhân duyên này chính là hóa tai. Vì vậy mà sau này, thế giới dần dần hóa thành bảy mặt trời và thiêu đốt cái thế giới này nóng như là một cục than hồng. Rồi sau đó gặp gió, gặp nước nó vỡ vụn ra. Đó là kiếp hóa tai. Cũng vậy, tất cả phàm phu, hoặc huân tập hoặc không huân tập, tâm của họ chung với tham cùng sanh, chung với tham cùng diệt, vì họ chẳng dứt tâm tham vậy. Hàng thanh vinh, vì có nhân duyên nên sanh tâm tham. Hàng thanh vinh, hàng thanh vinh phải gặp với nhân duyên mới tâm tham mới có mặt. Vì sợ tâm tham nên tu tập quán bạch cốt. Quán bạch cốt là quán như thế nào? Các vị đến với Bồ Đề Phật Quốc vào thứ bảy hàng tuần để chúng ta học những cái giờ thiền. Đặc biệt là trong tuần vừa qua, chúng tôi đã phân tích cái phép quán bạch cốt một cách tường tận sâu sắc để đoạn trừ cái tâm tham ở trong hàng thanh văn. Đây gọi là tâm cùng tham sanh mà chánh cùng tham diệt. Tâm cùng tham sanh ra là bị mà chánh cùng tham diệt. Nghĩa là sao thưa lực quý vị? Quán bạch cốt, cái tâm mình nó khởi lên cái gì? Vô lậu, vô tham, vô sân, vô si. Cho nên cái tâm á, nó sanh theo cái phép quán đó mà nó không có bị diệt mất đi. Mặc dù cái phép quán đó xong rồi nó cũng không diệt mất đi, bởi vì nó đạt đến cái thở vô lậu, đó là vô tham. Lại hàng thanh văn chưa có chứng quả A-la-hán, vì có nhân duyên nên sanh tâm tham. Lúc đã chứng đắc A-la-hán, thời tâm tham liền diệt. Cái tâm tham ở trong phàm phu của chúng ta, khi đắc quả A-la-hán thì tâm đó sẽ bị diệt. Đây cũng gọi là tâm cùng tham sanh mà chánh cùng với tham cùng diệt. Đó, nghĩa là vậy. Đại Bồ Tát lúc chứng bậc bất động cũng như vậy. Chữ bất động này là bất động địa đó thưa quý vị. Bất động địa Bồ Tát là cảnh giới bát địa. Ở trong thập địa Bồ Tát thì bát địa tương đương với cảnh giới của một vị A-la-hán. Mà chúng tôi có lần đã giới thiệu với các vị, đến chỗ bất động địa, tâm của người ấy hiểu biết hoàn toàn đúng đắn. Cho thí dụ như một người phạm tội tứ hình, có nên giết hay là nên tha, chỉ có bậc A-la-hán bất động địa này mới có một cái xác định đúng đắn nhất. Còn có những trường hợp người ta lỡ lầm phạm tội nhưng thân căn của họ vẫn còn hữu dụng ở trong cái phương diện nào đó, hoặc là có những người không thể nào cứu chữa được, không thể nào hồi phục được, thì phải nên xử lý đúng với nó. Cho nên để nhận biết được điều này, chỉ có tâm của vị bất động địa cảnh giới A-la-hán, còn ngoài ra pháp luật phàm phu của chúng ta không bao giờ thẩm định cho đầy đủ tính chất công bằng được. A Di Đà Phật, rất đáng tiếc hôm nay chúng ta không đủ thời gian để tìm hiểu hơn nữa. Với lại đoạn kinh có rất nhiều những cái suy nghĩ nó rất là trừu tượng, và chúng tôi biết các vị học cũng rất là mệt mỏi. Các vị nghe qua tới chừng này thì chúng tôi nghĩ rằng cũng là một cái điều cố gắng dữ lắm. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị đã lắng nghe. Hôm nay chúng ta dừng lại ngang đây. Phật hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đây.